chạm này là do anh ta đã uống quá nhiều rượu, không làm chủ được tay lái thì mới xảy ra điều đáng tiếc như vậy. Mọi người quanh đó đều đã xác nhận điều đó, lỗi không phải do chủ tịch đâu ạ. Vậy tôi có phải chịu trách nhiệm gì không? Bây giờ luật đổi mới, không còn như ngày xưa, khi va chạm thường phải do xe lớn đến xe bé. Nhưng trong vụ va chạm này, chủ tịch đi hoàn toàn đúng luật nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường đâu ạ. Tôi hiểu rồi. Bây giờ cô xem còn phải bồi hoàn bao nhiêu tiền cho người ta thì cô cứ gửi người nhà ấy. Dù sao thì người thân của họ mới là người phải chịu thiệt thòi nhất. Chủ tịch không phải làm như vậy đâu ạ. May mắn là chủ tịch không bị làm sao. Nếu chủ tịch không buông tay lái, không khi bây giờ em cũng được nói chuyện với chủ tịch nữa chứ. Cũng may đấy. Đúng là lần này ấy, các cụ phải gánh còng lưng thì tôi mới thoát chết được. Mà thôi, bây giờ tất cả mọi việc ở công ty ấy, mọi số liệu rồi sổ sách giao hết lại cho cô. Lúc nào mà tôi khỏe thì tôi sẽ đến công ty nhé. Vâng, chủ tịch cứ yên tâm dưỡng bệnh đi ạ. Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn. Sắp tới em đi thai sản, chủ tịch cũng nên tuyển thư ký mới để em chuyển giao công việc trước khi sinh anh ạ. Rồi, tôi biết rồi, khổ quá. Bây giờ ấy, cô cứ đăng tuyển dụng luôn ngày hôm nay đi. Xong rồi cô cũng chọn lọc luôn, rồi gửi cho tôi danh sách. Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn nhé. Vâng, em làm ngay đi ạ. Em chào sếp. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại biết chuyện của em trai tôi? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng, tôi biết sự thật về vụ tai nạn của em trai cô. Em trai cô bị chết oan đấy. Anh bảo cái gì cơ? Em tôi... Bình tĩnh. Nghe tôi nói đây này. Thế rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải em trai của tôi uống rượu say rồi không kiềm chế nổi cho nên mới gây ra chuyện như vậy à? Thế cô nhớ lại xem, em trai cô đã đâm phải ai? Thì là chủ tịch công ty SVM. Thì đó, là chủ tịch SVM của một công ty lớn. Anh ta ấy thì thiếu gì quyền lực, thậm chí có thể đổi trắng thay đen được cơ. Anh nói gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả. Ôi kìa, cô không hiểu thật hay là giả vờ cố tình không hiểu hả? Chủ tịch SVM đấy, anh ta thiếu gì tiền? Kể cả là người giám định này, người làm chứng này, thậm chí anh ta có thể mua chuộc tất cả mọi người, thậm chí bịa cả chuyện nữa, đúng không? Bây giờ như này, tôi sẽ nói cho cô dễ hiểu. Bình thường, bất kỳ những vụ tai nạn nào, nhất là những vụ tai nạn gây hậu quả nặng nề, báo chí sẽ đưa tin ngay lập tức. Đằng này lại là vụ tai nạn của chủ tịch SVM, tin này không hot mới là lạ. Nhưng mà tại sao trên cái mặt thông tin báo chí không hề có một thông tin nào cả? Và mọi người đều không hề biết anh ta bị tai nạn như thế nào cả. Cô không thấy kỳ lạ à? Thế ý của anh là gì? Cô buồn cười thật đấy. Trông cô xinh xắn, nhưng mà hình như cái trí thông minh của cô tỷ lệ nghịch lại với độ xinh của cô đấy. Rõ ràng Vi Nam là người đâm chết em trai cô, chứ không phải là ai khác. Thế hóa ra mọi chuyện là như vậy à? Tôi nhất định sẽ phải tìm đến anh ta, phải đòi lại công bằng cho em trai tôi. Đấy, bình tĩnh đã. Các cụ đã nói rồi, dục tốc thì bất đạt. Tôi chỉ sợ cô chỉ kịp đòi lại công bằng cho em trai cô thì cô đã đi cùng em luôn rồi đấy. Cái gì? Thế ý của anh là bọn họ giết tôi để vì đầu mối à? Cô bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Cô tự nghĩ mà xem, cái số tiền họ đưa cho cô ấy không phải là thừa tiền đâu. Rõ ràng tòa đã công nhận họ là nạn nhân, không phải chịu bồi thường. Thế cô nghĩ lương tâm của họ cắn rứt à? Không có đâu. Thế thì họ dùng tiền để... Vừa khen cô xong, máu lại lên não chậm rồi đấy. Rõ ràng số tiền đấy để bịt mồm cô vào. Ai mà trả thêm tiền, chứ còn gì nữa. Không có đâu nhá. Tôi nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho bọn họ. Tôi phải đòi lại công bằng cho em trai tôi. Ngu. Này, cô thử động vào họ xem cô có bị bốc hơi trong vòng một nốt nhạc hay không. Thế bây giờ tôi phải làm gì?
đối với những người như bọn họ thì phải chơi luật rừng. Luật rừng? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo kế hoạch của anh. Tôi sẽ phải trả thù bọn họ, phải khiến cho bọn họ thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Chủ tịch Nam, tôi đến với anh ngay đây. Từ từ mà tận hưởng anh nhé. Em trai yên tâm, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Cô ơi, cô có làm sao không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhá. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Cũng là lỗi của tôi đi ngang qua đường mà tôi không chịu để ý xung quanh cho nên mới bị như vậy. Anh cứ đi trước đi. Như thế làm sao được? Dù gì thì xe của tôi cũng va phải cô rồi. Bây giờ cô cứ để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào đã. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Dù sao thì ngày hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn rất quan trọng, tôi không thể nào mà bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi không làm sao đâu, anh cứ đi trước đi ạ. Nhưng mà cô bị ngã như thế, người ngợm thế này làm sao đi phỏng vấn được? Tôi nghĩ thì ngoại hình nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là năng lực của mình thôi. Với lại cái chuyện xảy ra như thế này mình không thể nào mà kiểm soát được. Tôi nghĩ là tôi đến phỏng vấn với bộ dạng này chắc là nhà tuyển dụng cũng sẽ thông cảm cho tôi thôi mà. Thôi được rồi, bây giờ cô đứng đây đợi tôi một lát nhá. Có chuyện gì à? À không có gì đâu, nhưng mà cô cứ đứng đây đợi tôi một lát sẽ nhanh thôi, không mất nhiều thời gian của cô đâu nhá. Nhưng mà công nhận là đau thật đấy. Nhưng mà mình mà không làm như vậy thì không sao mà giống thật được. Nhưng mà anh ta làm gì có lạnh lùng vô tâm như lời đồn đâu nhở. Đây đây đây, cô cầm lấy. Trước tiên nhá là cô phải dùng cồn sát khuẩn vết thương đi, nếu không là vết thương bị nhiễm trùng đấy. Đây cầm lấy. À đây, đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy, có gì thì liên lạc với tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không sao đâu, chân cũng chỉ bị chảy xước nhẹ thôi mà. Dù sao thì lỗi này cũng là do tôi, anh không cần phải cảm thấy áy náy như vậy đâu. Anh cứ đi trước đi. Alo. Được rồi, tôi biết rồi. Cứ chuẩn bị đi, tôi đang trên đường đến rồi nhá. Thôi, cô ơi, bây giờ tôi có một cuộc họp quan trọng ở công ty, tôi phải đi đã, có gì cô cứ gọi cho tôi nhá. Kế hoạch trong 5 năm tới của cô là gì? Nếu được ứng tuyển vào công ty thì em sẽ cố gắng hết mình vì công ty và đưa công ty càng ngày càng phát triển hơn ạ. Vậy cô có bạn trai chưa? Dạ em có rồi ạ. Mà việc em có bạn trai hay chưa thì liên quan gì đến công việc này ạ? Có liên quan chứ. Trong lúc cô yêu đương mù quáng sẽ rất dễ làm ảnh hưởng đến công việc. Rồi cảm xúc và tâm trạng của cô lúc lên lúc xuống thì cô sẽ không hoàn thành công việc thật tốt được. Chúc cô tìm được một công việc khác phù hợp hơn nhé.
Trên đời này tôi không thể có công ty nào mà đánh trượt ứng cử viên chỉ vì ứng cử viên có người yêu cả. Bây giờ cô thấy rồi đấy. Em chào anh. Cô Lan Anh có học lực tốt nhỉ? Tốt nghiệp loại giỏi. Đạt tín chỉ IELTS 8.0. Tôi đánh giá rất cao về những tín chỉ mà cô đạt được. Nhưng đây chỉ là những điểm số trong trường và trên giấy. Nó không chứng tỏ được rằng cô là một người có năng lực trong công việc này. Chỗ chúng tôi cần một người giải quyết công việc và các vấn đề thật nhanh gọn, chính xác. Vậy nên tôi cảm ơn cô đã đến phỏng vấn. Chúc cô tìm được những công việc khác phù hợp hơn. Trời ơi, tại sao anh ta lại bất cẩn như thế chứ? Làm có một cái hồ sơ cũng không xong. Chẳng lẽ kế hoạch của mình phải chấm dứt tại đây sao? Không chảy được. Tôi không ngờ là một người như anh lại có cách tuyển dụng nhân viên như vậy. Anh thậm chí còn không nhìn người ta dù chỉ là một cái. Anh thiếu ý thức tôn trọng người khác nó vừa phải thôi. Chỗ chúng tôi quan trọng năng lực làm việc, chứ không tuyển búp bê để làm đồ chơi. Anh đúng là quá đáng lắm rồi đấy nhá. Uổng công tôi tin tưởng anh. Tôi tưởng anh là một vị chủ tịch tốt, một người lãnh đạo tài ba, một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ muốn lấy làm chồng. Hóa ra tất cả chỉ là tôi mắt mù. Đúng là giả dối hết. Cảm ơn cô đã dành những lời có cánh đó cho tôi. Tôi tự biết rằng bản thân mình là ai. Đó chỉ là do các cô tự ảo tưởng và xây dựng nên hình ảnh hoàn hảo đó cho tôi mà thôi. Anh, uổng công lúc sáng tôi còn cảm mến anh. Tôi cứ tưởng anh là một người hào hiệp trượng nghĩa. Hóa ra cũng chỉ là một tên tiểu nhân khoác trên mình một quần áo quân tử thôi. Này cô! Là cô à? Là tôi thì làm sao? Đáng lẽ ra sáng ngày hôm nay tôi phải nghe lời của anh, không nên đến đây làm gì. Vừa bị đau chân lại còn vừa bị tức. Tôi cứ tưởng là làm việc với một người thành công như anh thì tôi sẽ học hỏi được nhiều điều. Hóa ra mà điều đầu tiên tôi học từ anh ấy đó là sự không tôn trọng người khác. À, tôi không có ý đó. Chỉ là vì tôi có công chuyện cần giải quyết gấp, cho nên tôi tập trung quá cao độ mà thôi. Tôi xin lỗi. Không dám nhận lời xin lỗi của anh. Tôi đi về. Khoan đã. Chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện thêm một chút nữa được không? Giữa tôi với anh chẳng có gì nói với nhau. Chẳng phải công việc này rất quan trọng đối với cô hay sao? Cô lại tự đánh mất cơ hội của mình à? Thì đúng. Đúng là công việc này quan trọng với tôi. Nhưng mà tôi đang nghĩ đến cái cảnh mà làm việc trong công ty này. Thì tương lai của tôi còn đen tối hơn cả tiền đồ nhà chị Dậu. Cô chắc chứ? Này, anh làm gì đấy? Hôn cô. Tôi hét lên bây giờ nhá. Cô hét thoải mái. Tôi đã bỏ không ít tiền ra để làm cho tất cả các phòng trong công ty của tôi cách âm một cách tối đa nhất. Cô có hét cả ngày cũng không ai nghe thấy gì đâu. Anh tưởng tôi là kẻ ngốc dễ dàng bị anh lừa như vậy à? Tin hay không thì tùy. Nhưng cô được trúng tuyển rồi đấy. Xuống phòng hành chính nhân sự để làm hợp đồng nhá. Ngày mai đi làm. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi đấy. Cũng may không phải sử dụng phương án B. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm. Tôi sẽ tìm cách tiếp cận cao. Tôi nghĩ cô nên đến chùa để học thiền đi. Cái tính nóng nực của cô mà còn chưa bỏ, không bao giờ làm nên việc lớn được đâu. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Bây giờ cô cứ tìm cách làm cho anh ta tin tưởng cô đã. Tôi không nghĩ một tên sói như hắn lại không tìm hiểu về thân thế của cô. Để xem mọi chuyện thế nào rồi mới hành động tiếp được. Tôi biết rồi.
Không được. Ôi mày phải tỉnh lại đi. Hắn ta chính là người hãm hại em trai của mình. Không được rung động với hắn. Tỉnh lại đi. Ôi. Xin chào chủ tịch. Hôm qua chủ tịch ngủ có ngon không? Đây là tài liệu về khách hàng ngày mai anh cần gặp. Tôi đã phải thức cả đêm để tổng hợp lại cho anh đấy. Anh xem qua xem có được không? Việc có thức đêm thì liên quan gì đến tôi? Dự án thầu bên phía công ty đa gia, tôi vẫn chưa nhận được chỉ thị nào cả. Có phải là anh coi thường tôi là người mới, làm việc ở công ty nhỏ cho nên chưa có kinh nghiệm phải không? Cô nói đúng đấy. Anh bỏ ngay cái thói coi thường người khác đi. Tuy là tôi không có kinh nghiệm làm việc ở các công ty lớn, nhưng mà những kinh nghiệm làm việc ở các công ty nhỏ có thể hữu ích thì làm sao? Anh nên nhớ, lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền đấy. Cô đúng là chỉ được cái võ mồm thôi. Anh, nếu khách hàng lần này mà cô thuyết phục được thì tôi sẽ xem xét lại. Anh cứ chống mắt lên mà xem đi. Tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục. Tôi chỉ nhìn vào kết quả, tôi không nghe nói suông. Ông bà ta thường có câu, nói như rồng leo, làm thì như mèo. Mà thôi, phụ nữ đàn bà các cô ấy, thường nói một đằng, làm một nẻo. Đây chỉ là dự án nhỏ thôi, tôi giao cho cô. Nếu cô có làm hỏng, thì cô còn có khả năng đền bù được. Chứ còn nếu mà dự án data mà giao cho cô, thì có khi cô phá nát cả sự nghiệp của tôi. Anh! Đi ăn trưa cùng tôi nhá. Mắc mớ gì tôi phải đi với anh? Thì tôi muốn dạy cô cách thuyết phục khách hàng ngày mai thôi. Anh buồn cười nhở? Thế tại sao anh không đi lại còn bảo tôi đi làm gì? Tôi bắt đầu cảm thấy sai lầm khi tuyển dụng cô rồi đấy. Cô thử nghĩ mà xem, tại sao tôi lại phải bỏ một cuộc hẹn với một khách hàng sẽ đem lại lợi nhuận 1 tỷ cho công ty để đi gặp một khách hàng chỉ đem lại lợi nhuận có 100 triệu? Cái đầu của cô đúng là trí thông minh của phụ nữ, tỷ lệ nghịch với nhan sắc mà. Anh! Thế cô đi không? Đi thì đi, được ăn miễn phí thì tội gì mà không đi. No. Trên đời này không có gì là miễn phí. Thứ duy nhất miễn phí chỉ là miếng phô mai ở trên bẫy chuột thôi. Ý anh là sao? Cô tự đi mà hiểu. Này, ui, ngày xưa anh là vận động viên điền kinh sao mà anh chạy nhanh thế, đau hết chân tôi rồi. Xem ra cô không tìm hiểu kỹ về tôi trước khi ứng tuyển nhỉ? Đời tư của anh thì kín như bưng ấy. Tôi có tra nát cả cái máy tính của tôi thì cũng chẳng tìm được thông tin nào cả. Lấy cho tôi món này. Món này. Và cả món này nữa. Anh rủ người ta đi ăn thế mà anh chẳng để cho người ta gọi món gì cả. Cứ chủ động gọi món của mình thích à? Bữa này tôi thanh toán hay là cô? Anh mời tôi thì dĩ nhiên anh phải là người thanh toán rồi. Thế thì đương nhiên tôi phải tự do chọn món tôi muốn chứ. Như thế đúng hay sai?
thì anh cũng phải tỏ ra là mình ga lăng một tí chứ. Bây giờ đưa bạn gái đi ăn thì cũng phải hỏi xem cô ấy thích gì. Cái gì cơ? Bạn gái là sao? Thì anh đừng có mà nghĩ linh tinh nữa. Ý của tôi là mai sau anh có bạn gái thì anh cũng nên hỏi người ta thích ăn món gì để cho người ta chủ động gọi món. Như vậy thì mới thể hiện mình là người đàn ông lý tưởng chứ. Cô yên tâm, đối với bạn gái của tôi ấy, thì chắc chắn tôi sẽ đối xử khác. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Để tôi chống mắt lên xem mai sao anh thay đổi thế nào. Cô nói cái gì đấy? Nói thì nói to lên, quang minh chính đại lên. Nói thẳng vào mặt tôi đây này. Anh đừng có mà giả tạo nhá. Quang minh chính đại cái con khỉ ấy, tôi khinh. Anh hại chết em trai tôi như vậy, xong rồi anh dùng tiền để che lấp chuyện này à? Bây giờ lại còn lên mặt giảng đạo lý cho người khác nữa chứ. Này, cô bị làm sao đấy? Tôi nói từ nãy đến giờ mà cô cứ như người mất hồn thế. Không biết là kế hoạch mà tôi chuẩn bị cho ngày mai có đủ sức thuyết phục khách hàng hay không. Tôi cảm thấy lo lắm. Bên họ đang có xu hướng dùng đồ tự nhiên. Cô chỉ cần về nghiên cứu thêm các concept về thiết kế không gian chuộng cây xanh, như không gian kép chuộng ánh sáng mặt trời, như kiểu là nhà mà có giếng trời ấy, như thế là ok. Nhưng mà sao anh lại biết điều đó? Rõ ràng trong yêu cầu không hề ghi lại như vậy. Là bởi vì độ thông minh của tôi tỷ lệ thuận với nhan sắc, không như cô. Alo. Ok. Ôi tôi chết rồi. Xin lỗi giám đốc ạ. Không sao đâu, không có gì, chuyện nhỏ mà. Ui em bất cẩn quá, em xin lỗi giám đốc. Em là Lan Anh phải không? Em làm ở đây à? Tôi xin lỗi đã làm phiền anh. Khoan đã. Cô có biết hành động vừa rồi của mình có thể khiến cho bạn gái của tôi hiểu nhầm không? Cô đi gây xong chuyện rồi bỏ trốn đấy à? Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh đã có bạn gái rồi. Nhưng mà bạn gái của anh đâu? Anh lừa tôi phải không? Nếu như mà anh có bạn gái rồi, bạn gái của anh mà đi theo anh ý, thì chắc chắn bây giờ cô ta đã hành tôi ra bã rồi. Anh chị dùng gì ạ? Em muốn gì? Chọn đi. Cho em một ly sinh tố dâu đi ạ. Sinh tố dâu à? Vậy cho tôi một sinh tố dâu và một nên áo không đường đi. Lan Anh, mang cà phê cho khách ở bàn số 21 nhá. Ê này, là cô à? Anh, ai thế ạ? À, cái cô gái này ấy, ngày trước bị chó đuổi. Nhưng mà may nhờ có anh giúp. Thế nhưng mà xong đấy không có lấy một lời cảm ơn. Tệ hết sức luôn. Rồi em tưởng chuyện gì. Thôi kệ cô ta đi anh. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì bây giờ em đang làm thư ký cho chủ tịch. Vậy à? Dạ vâng. Nhưng mà em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Chủ tịch chắc là cũng không hài lòng. Em còn chưa hết tháng thử việc, không biết có được lên làm nhân viên chính thức hay không. Ui giời, cái ông anh của anh ấy khó tính kinh khủng ra. Ông thay không biết bao nhiêu nhân viên thư ký rồi đấy. Có ai làm việc với ông đấy được lâu đâu. Nhưng mà em yên tâm đi, lần này anh sẽ giúp người đẹp qua vòng này.
Thật vậy à? Nếu như mà được làm nhân viên chính thức, em nhất định sẽ không quên ơn của anh đâu. Thế em định sẽ báo đáp anh như thế nào nào? Em làm sao? Hình như là bị chật chân rồi. Chết rồi. Hay là anh đưa em đi khám xem như thế nào nhá. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Nhỡ may bạn gái của anh đến đây đánh ghen em thì em chết. Anh bây giờ độc thân rồi, có muốn đánh ghen ấy cũng không được nữa. Ôi, thế thì may quá. Chân như thế này rồi mà bảo may là sao? Nhưng mà em cứ sợ bạn gái của anh đến đây thôi. Thôi, em có thể tự đi về một mình được. Anh đi đi. Em làm sao thế? Chân như thế này làm sao mà đi một mình được? Nhớ bây giờ anh đi ra đường có vấn đề gì làm sao phản ứng kịp? Thôi không phải ngại đâu, để anh đưa em đi khám. Nhưng mà em sợ lắm. Em sợ người ta nói ra nói vào, người ta đàm tiếu không hay. Ai? Ai ra nói xấu em? Anh cho họ nghỉ việc luôn. Kìa anh. Không, ý của anh ấy là mối quan hệ của chúng ta, mối quan hệ trong sáng mà, có vấn đề gì đâu mà phải sợ. Miệng lưỡi thiên hạ mà anh, mình làm sao mà mình quản được. Lần trước họ còn bảo em là cố tình tiếp cận anh Nam, đũa mốc mà đòi tròi mâm son, đỉa theo chân Hạc. Lúc đó ấy, em tủi thân lắm. Chẳng qua là vì em cố tình bám trụ lấy công việc này, là vì em muốn trả nợ cho gia đình thôi. Chứ nếu không thì em cũng đã muốn nghỉ việc từ lâu rồi. Tội cho em quá. Em đừng buồn nhá. Mình lỡ thời gian, mình không quản được đâu. Thôi, cái gì em muốn nghe ấy, thì mình nghe, chứ những cái điều tiêu cực như thế mình đừng nghe làm gì. Thôi, lên xe anh đưa em đi khám nhá. Đi. Em cảm ơn anh đã đưa em về. Em về nhá. Anh làm gì vậy? Tại sao chưa về ạ? Em không định mời anh vào nhà. Vào nhà làm gì hả anh? Thì anh khát nước, anh muốn vào nhà mà em. Em thấy trên xe của anh vẫn có nước đấy thôi, thì nữa anh xuống anh uống tạm cũng được. Nhưng mà anh muốn uống nước của nhà em. Tại vì trong nhà của anh hơi bừa, hay để ông khác đi anh. Ui, đã giúp người thì phải giúp cho chót, để anh vào dọn dẹp giúp em luôn. Anh ngồi xuống uống nước đi ạ. Anh thấy nhà của em cũng gọn gàng mà, đâu có bừa bộ gì đâu. Chị, đấy là anh thì thế thôi, chứ anh nhìn bàn của em mà xem, toàn rác thôi à. Thôi, cũng muộn rồi. Anh đi về nhà nghỉ ngơi đi. Đi đi. Ôi. Chân con làm sao vậy? Thì chạy trốn khỏi người yêu cũ, bị vấp ngã rồi bị chật chân. Cô cũng có người yêu cơ. Anh, thế sao anh lúc nào cũng phải coi thường tôi như vậy hả? Tôi nói cho anh biết nhá, tôi không chỉ có một người yêu đâu, mà tôi thậm chí còn có rất 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 nhiều người yêu nữa cơ. Rất nhiều sao? Thế có nghĩa là cô thay người yêu như thay áo? Thế là cô bắt cá bằng vợt à? Anh... không phải là dùng hai tay à?
Cái miệng của anh đúng là không ai có thể nói nổi anh được mà. Đây này, đây là danh sách các công ty mà anh bảo tôi thống kê. Thế cuộc gặp khách hàng hôm qua thế nào rồi? Họ đòi giảm số 5% nữa. Không được. Nói với họ rằng nếu muốn như thế thì tìm công ty khác. Tiền nào của đấy, người đẹp vì lúa, lúa tốt vì... Có một chút tiền quảng cáo cũng không chịu đầu tư thì chỉ dậm chân tại chỗ thôi, bỏ đi. Vâng. Đi khám chưa? Hả? Anh nói cái gì cơ? Đi khám chưa? À, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà chân của tôi chỉ bị trật chân thôi, vài ngày nữa là khỏi mà. Ui, này, anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống. Đưa cô đi khám. Này, tôi đã bảo là không cần rồi nhá, bỏ xuống. Ui, bỏ tôi xuống đi, nhỡ mắt người ta vào, người ta nhìn thấy không hay đâu. Kệ họ, họ có mắt không để nhìn thì để làm gì. Này, anh mất dây thần kinh xấu hổ thì cũng không nên hãm hại người khác như vậy nhá. Tôi đợi cô ở trong xe, nếu không ra tháng này đừng hòng nhận lương. Con hồn lên tinh này, mày dám cướp người yêu của tao à? Hôm nay tao cho mày chết nghe chưa? Này, cô làm cái gì đấy hả? Này, anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi hả? À, con kia, mày bắt cá hai tay đúng không? Tao cho mày chết luôn. Này. Tôi hỏi anh, tôi có gì không bằng nó? Hay là tôi chiều anh trên giường không giỏi bằng nó hả? Thôi đi, tôi chia tay cô là vì không chịu được cái tính ngang ngược của cô, chứ không liên quan gì đến Lan Anh cả. Tôi không tin. Anh với cô ta không liên quan gì đến nhau, mà giữa thanh niên bạch nhật ôm ôm ấp ấp nhau như thế à? Cô nhầm rồi, Lan Anh là bạn gái của tôi chứ không phải là bạn gái của Cao. Cái gì cơ? Bạn gái của anh á? Mày cũng giỏi thật đấy, hoa thơm thì nhổ cả cụ, hết ve vãn thằng anh rồi lại đến tán tỉnh thằng em à? Anh ạ, người em đau chân quá, anh mau đến đi khám đi, nhanh lên. Này, đứng lại đấy, tao chưa nói xong à? Đứng lại đấy. Tôi nói cho cô biết này, đừng có kiếm chuyện với tôi, nếu không ấy cô sống không yên đâu. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì Hải Vi Nam? Anh cướp mất chiếc ghế chủ tịch của tôi, giờ anh còn định cướp luôn cả bạn gái của tôi à? Anh còn chưa biết mặt bạn gái của em. Vậy em bảo anh cướp bạn gái của em là như thế nào? Thì là Lan Anh. Cô ấy là bạn gái của tôi. Lan Anh, em đã hỏi ý kiến cô ấy chưa? Cô ấy đã đồng ý hay chưa? Thì chưa. Nhưng mà rồi thì cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Chính vì như thế, tôi không cho phép anh được tiếp cận đến cô ấy. Anh không được quyền thân mật với cả bạn gái của tôi, nghe rõ chưa? Vậy thì để đến khi cô ấy chính thức trở thành bạn gái của em rồi hẵng tính. Anh được lắm. Anh cứ đợi đấy. Lần anh yêu em. Anh say rồi, anh đi về nhà đi, đừng làm loạn lên nữa. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh xin em đấy, em đồng ý làm bạn gái của anh nhá. Bây giờ anh cứ về nhà đi, khi nào mà anh tỉnh rượu thì anh đến đây tôi với anh nói chuyện với nhau sau. Em khinh anh bởi vì anh chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi thôi đúng không? Anh nói cho em biết nhá, mặc dù anh chỉ là một giám đốc, nhưng mà công ty SVM vẫn một phần là do anh quản lý đấy. Nếu không phải là vì cái tên Vi Nam thì anh đã là chủ tịch của công ty đấy rồi. Anh xuống đây. Anh đừng có mà nói bậy như vậy, người ta nghe được thì không hay đâu. Nói bậy? Anh không có nói bậy. Mọi chuyện vừa gì nó đã diễn ra đúng như thế rồi. Chỉ tại bố anh tự nhiên lôi một cái tên rời ơi đất gỡ nó về, rồi còn trao cả quyền quản lý công ty cho nó nữa.
Nó đã cướp đi vị trí làm chủ tịch của công ty, lại còn định cướp em ra khỏi tay của anh á. Mọi thứ thật là nhục nhã mà. Thế bây giờ anh có muốn làm chủ tịch công ty không? Em nói vậy là sao? Nếu như bây giờ mà anh giữ chức chủ tịch thì em sẽ làm bạn gái của anh. Em nói thật chứ? Em nói thật. Từ trước đến giờ em đã có tình cảm với anh rồi. Nhưng mà anh cũng biết tính cách của anh trai anh đấy. Anh ta luôn luôn khó chịu, cho nên em cũng chẳng làm gì được. Bởi vì cũng vì miếng cơm manh áo của mình thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như anh làm chủ tịch rồi thì câu chuyện lại khác. Em tin anh. Anh nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì vốn dĩ là thuộc về mình. Anh yên tâm, em sẽ ở bên anh. Alo, anh mau mà đến đón thằng em trai yêu quý của anh về đi. Anh ta say rượu rồi đến nhà tôi làm loạn hết cả lên, chẳng ra làm sao cả. Cậu ấy có làm gì em không? Thế bây giờ anh muốn cậu ta phải làm gì tôi lắm à? Ý tôi không phải vậy. Cậu ta đến đây tỏ tình với tôi, xong rồi lăn quay ra ngủ. Cậu ấy tỏ tình với em? Vậy em đã đồng ý rồi à? Anh đoán xem. À, thôi, cũng muộn rồi. Tôi phải đưa cậu ấy về đã. Em nghỉ ngơi sớm đi. Cả mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch mà anh đã đề ra. Cao đang có kế hoạch lật đổ anh trai của hắn. Đã đến lúc anh ra mặt rồi đấy. Yên tâm, tôi biết rồi. Nói thật đấy, tôi không biết mắt bố cậu bị làm sao nữa. Một người tài năng xuất chúng như cậu không tin, lại đi tin thằng con hoang dở hơi đó ở đâu? Tôi nhất định phải giành lại chức chủ tịch. Đấy là vị trí của tôi. Đúng. Làm thằng đàn ông ý là phải có chí thì mới làm được sự nghiệp lớn. Cậu cứ làm đi, khó đâu tôi giúp. Chỗ anh em với nhau cả mà. Đây là toàn bộ dữ liệu về dự án của công ty Data chúng tôi. Nhưng mà đây là những thông tin liên quan đến sự sống còn của công ty. Tôi không thể giao không cho anh như thế được. Tất nhiên rồi. Thế cậu có kế hoạch gì à? Trở thành chủ tịch của công ty FVM. Chuyện này thì... Vậy thôi, tôi có việc phải đi trước. Ấy, khoan đã. Làm ăn với nhau mà vội vàng như vậy, làm sao mà được việc được. Bây giờ mình bàn bạc thêm đã đi. Còn cần phải bàn bạc thêm nữa à? Anh đừng quên, anh đã từng thất bại. Công ty của anh phải chịu tổn thất một khoản cực kỳ lớn. Và nhờ có công ty của tôi giúp đỡ thì anh mới vực lên được. Chứ anh nghĩ vì lý do gì mà bây giờ anh còn được ngồi ở đây để nói chuyện với tôi hả? Tôi biết mà. Hơn thế nữa, dự án này có thể làm cho công ty của anh một bước lên mây. Có thể làm cho FVM bị sụp đổ. Đến lúc đấy, anh chỉ việc thu mua lại công ty FVM. Tất cả mọi thứ đều có lợi cho anh cơ mà. Thì ra ngay từ đầu, cậu đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Tôi đã đánh giá cậu quá thấp rồi đấy. Không dám. Kể cả vụ tai nạn của Việt Nam,
Đừng tưởng là tôi không biết, đấy là do anh giở trò. Chẳng qua ấy, là do số của cậu ta tận, cho nên Vina mới thoát khỏi tay của tử thần thôi. Thì tôi đang làm cái chuyện cậu muốn mà. Tôi chỉ giúp cậu hoàn thành nó thôi. Anh sai rồi. Người tài dùng trí chứ không dùng sức. Tôi không giống như anh. Hơn nữa, tôi nhắc anh này, anh bỏ cái trò mỹ nhân kế đấy đi. Anh nghĩ cái trò đấy có thể lừa được Vina mà. Hắn ta không dễ lọt hố bởi mấy cái trò vớ vẩn như thế đâu. Được rồi, cậu sẽ trở thành chủ tịch của SVM. Ký vào hợp đồng này đã. Hợp đồng gì đây? Hợp đồng đính chính rằng tôi sẽ là chủ tịch của công ty SVM khi bị Minh Khang của anh thu mua lại. Tôi không tin vào lời nói. Lời nói gió bay thôi. Đến lúc anh thay lời, tôi lấy gì ra để mà kiện? Cậu ấy phải làm chủ tịch của SVM. Nếu không ấy, lãng phí nhân tài lắm. Mình chỉ là quân cờ cho bọn họ lợi dụng. Sao thế? Có kẻ biến thái nào theo dõi em à? Đàn anh. Có chuyện gì vậy? Anh Nam. Em xin lỗi anh. Bởi vì từ trước đến giờ em toàn lừa dối anh thôi. Hôm nay em nói chuyện kiểu gì mà lạ vậy? Em bị làm sao à? Em muốn nói cho anh biết sự thật. Thật ra rốt cuộc là có chuyện gì? Anh có nhớ chàng thanh niên một năm trước mà anh đã từng tông phải không? Cậu ấy có một người chị gái. À, anh biết. Nhưng mà lúc đó anh vẫn đang bị thương, cho nên anh đã giao lại tất cả mọi việc cho thư ký và luật sư của anh giải quyết. Không hiểu cậu thanh niên đó đi kiểu gì mà cứ thế lao vào đầu xe ô tô của anh. Sau điều tra mới biết là cậu ta uống rượu quá nhiều. Nhưng vì gia đình cậu ta khó khăn quá, cho nên anh chỉ bồi thường theo đúng quy định pháp luật thôi. Nhưng sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Thì người chị gái đó chính là em. Thì hóa ra em tiếp cận anh, có tình cảm với anh là để trả thù à? Đúng vậy ạ. Em đã nghe theo lời người ta dụ dỗ, tìm mọi cách để tiếp cận anh, khiến anh phải tin tưởng và yêu thương em. Rồi sau đó lấy hết tất cả dự án của công ty anh để đưa cho hắn ta, để khiến cho anh bị thân bại danh liệt. Thế tất cả tình cảm em dành cho anh chỉ là lừa dối anh thôi à? Không. Điều mà em không ngờ tới là em đã thật sự yêu anh rồi. Anh đã không biết rằng anh có nên tin điều em nói là thật hay không. Em biết là bây giờ em không còn tư cách gì để nói với anh những điều đó. Nhưng mà tất cả những điều em nói là sự thật. Còn dự án bên phía công ty Đa Gia nữa, không phải là do em bán thông tin cho công ty đó đâu, mà tất cả mọi việc đều là do Cao làm. Bây giờ em lại còn định đổ vạ cho Cao à? Công ty đó là công sức và tâm huyết của bố anh. Cao cũng có phần trong đó. Nó sẽ không làm như thế đâu. Em biết là em nói ra thì anh nhất định sẽ không tin. Nhưng mà tất cả sự thật đều là như vậy. Cao không thể nào chấp nhận được vị trí chủ tịch bị rơi vào tay của anh, cho nên đã cấu kết với Minh Khang để khiến công ty bị phá sản. Nếu như Minh Khang mua lại công ty thì chắc chắn chức vị chủ tịch mới sẽ thuộc về tay Cao. Việc này
anh sẽ điều tra lại. Tạm thời em đừng đến công ty nữa. Em biết rồi. Em muốn tạm biệt anh. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh hãy kiên cường mạnh mẽ vượt qua nhé. Em sẽ gửi đơn xin thôi việc lên phòng hành chính nhân sự. Em sẽ rời ra thành phố này. Em sẽ tìm kiếm một cuộc sống mới. Nếu điều đó tốt cho em. Sao? Em đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi chưa? Nhưng mà tại sao anh lại khẳng định Vi Nam sẽ bán công ty lại cho Minh Khang mà không phải là công ty khác? Quyền quyết định không nằm trong tay của anh ta. Còn có nhiều giám đốc ở các ban ngành khác nữa. Hơn nữa, với tình thế hiện tại, công ty nào trả giá cao hơn thì sẽ phải bán lại cho công ty đó thôi. Nhưng mà tại sao anh lại biết em là nội gián của Minh Khang? Đơn giản là bởi vì kế hoạch đó là do anh nghĩ ra. Em cứ tưởng mình là gà, hóa ra cũng chỉ là hạt thóc. Nhưng mà việc anh yêu em ấy, đó là sự thật. Nó không nằm trong kế hoạch của anh. Thế còn việc anh thích Vi Nam cũng không nằm trong kế hoạch của anh. Anh đã lường trước được vấn đề này sẽ xảy ra. Nhưng mà anh tin em đủ thông minh để có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Hơn thế nữa, hắn ta sắp không còn gì trong tay rồi. Trong khi anh thì sắp là chủ tịch của công ty. Anh có biết vì sao mà bố anh lại giao lại toàn bộ công ty cho Vi Nam mà không phải là giao lại cho anh không? Bởi vì ông ta lúc nào cũng nghĩ một thằng như anh không thể làm được điều gì trong cuộc sống này cả. Trong mắt ông ta lúc nào cũng chỉ có Vi Nam. Vi Nam là nhất, Vi Nam là số 1, Vi Nam mới là niềm đáng tự hào của ông ấy. Cho nên anh nhất định sẽ phải làm và chứng minh cho ông ta thấy rằng những điều mà ông ta thấy là sai. Bố anh không hề sai đâu. Vi Nam thật sự là người có năng lực. Còn anh chỉ là người cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mã tổ. Nếu như bây giờ mà công ty FVM rơi vào tay của anh thì chắc chắn bây giờ FVM sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Em cũng khinh thường anh à? Em không khinh thường anh, mà tất cả sự thật là như vậy. Anh có biết khi mà em nói với Vi Nam tất cả mọi chuyện là do anh bày ra thì Vi Nam đã nói gì không? Nói gì chứ? Vi Nam một mực không tin anh làm ra những chuyện này và chỉ nghĩ em chính là người làm thôi. Bởi vì trong thâm tâm của anh ấy, anh lúc nào cũng là em trai của anh ấy. Đồ giả tạo. Giả tạo hay không thì lương tâm của anh sẽ biết rõ nhất. Em mong rằng thời gian sắp tới, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì anh hãy cố gắng mà vượt qua. Còn bây giờ anh đi về nhà đi, em cần phải nghỉ ngơi.
Hóa ra bản kế hoạch đó là giả. Anh đã thông đồng với bên đó để lừa tôi à? Anh không lừa em. Bản kế hoạch đó là thật. Chỉ là vì sau khi bên công ty thay đổi kế hoạch sản xuất, cùng lúc đó Minh Khang cũng bị khởi tố về tội làm ăn phi pháp và trốn thuế, nên mọi chuyện mới thay đổi. Vậy ra là anh đã biết toàn bộ kế hoạch tôi muốn lật đổ anh à? Anh không biết. Kể cả khi anh nghe Lan Anh kể, anh cũng không tin. Anh không tin em sẽ làm điều đó với anh. Cao, anh em chung một nhà, tại sao không thể sống hòa thuận được với nhau chứ? Anh sai rồi. Chúng ta chỉ cùng cha mà thôi. Chẳng phải ông ấy đã bỏ rơi mẹ con anh để lấy mẹ tôi hay sao? Chẳng lẽ anh không hận ông ấy à? Ông ấy dù sao cũng đã mất rồi. Hóa ra em vẫn còn hận ông ấy chuyện ông ấy thiên vị anh mà không quan tâm đến em à? Còn anh thì sao? Nếu là anh có chấp nhận được điều đấy không? Anh sẽ giao lại toàn bộ công ty cho em quản lý. Anh sẽ rời khỏi thành phố này. Anh hy vọng rằng em sẽ tiếp quản công ty và quản lý nó thật tốt. Dù sao thì đó cũng là cả sự nghiệp của bố gây dựng lên. Anh nói thật chứ? Anh không bao giờ lừa dối em. Chỉ có em là tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Vậy anh định đi đâu? Em đi đâu vậy? Em sẽ về quê. Em sẽ về quê sống với ngoại. Chứ ở trên thành phố này ngột ngạt khó chịu lắm. Em cho anh theo em về cùng được không? Làm rể của ngoại em được không? Thế còn công ty? Anh đã giao hết việc ở công ty cho Cao rồi. Nếu mà khó khăn quá thì anh sẽ trợ giúp nó sau. Bây giờ anh muốn có một cuộc sống bình yên ở bên cạnh em, cùng trồng rau, nuôi cá, rồi nuôi cả đội bóng đá nữ của mình trưởng thành nữa chứ. Ai đồng ý sinh cho anh đội bóng nữ đâu? Thì em chứ ai. Ai đồng ý nhỉ?